Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ Bảy ngày 1 tháng 7. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thăm gia đình nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Những đổi thay trên quê hương sai phạm huyện Yên Mỹ, ghi nhận của phóng viên nhân kỷ niệm 102 năm ngày sinh nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thành phố Hưng Yên ước thu 9.000 tấn nhãn trong năm nay. Huyện Văn Giang tập trung giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên đường 379A và 379B. Cán bộ thôn An Tào, xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ trục lợi từ việc dồn thừa đổi ruộng. Thưa quý vị và các bạn, đoàn cán bộ tỉnh do đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân dịp kỷ niệm 102 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Hội Phụ nữ, Bí thư Huyện ủy Yên Mỹ, Mỹ Hào, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và xã Giai Phạm, quê hương Tổng Bí thư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ, cục đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà riêng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con của quê hương Hưng Yên, đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng và trong công cuộc đổi mới đất nước. Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên nguyện phát huy truyền thống cách mạng, quyết tâm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng, Bác Hồ, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhân dân đã lựa chọn, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp đó, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã đến bệnh viện thăm tặng quà bà Ngô Thị Huệ, tức Bảy Huệ, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã thông báo với bà Ngô Thị Huệ những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua và những mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định học tập noi gương đồng chí Nguyễn Văn Linh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa Hưng Yên trở thành một tỉnh mạnh của toàn quốc Việt Nam như lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Nhân kỷ niệm 102 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2017. Sáng qua, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nằm trong quảng trường mang tên Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915, mất ngày 27 tháng 4 năm 1998, quê tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Ngay từ nhỏ, ông đã sớm giác ngộ và tham gia phong trào cách mạng. Từ khi hoạt động cách mạng tại miền Nam cho đến khi giữ trọng trách Tổng Bí thư, ông luôn nêu cao tấm gương sáng, hết lòng tận tụy vì nước, vì dân, sống giản dị, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Ông làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1991, là người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới, đưa nước ta hội nhập với nền kinh tế thị trường. Thời gian làm Tổng Bí thư với bút danh NVL, mà sau này ông cho biết là nói và làm, Nguyễn Văn Linh viết loạt bài đăng trên mục Những việc cần làm ngay trên báo Nhân dân, bàn về những việc cần chấn chỉnh trong xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Những bài báo này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Thưa quý vị và các bạn, từ một địa phương thuần nông, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và làm theo lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, quê hương Giai Phạm đã và đang đổi thay từng ngày, đời sống của người dân được cải thiện về mọi mặt.
những con đường trải nhựa và bê tông đến tận ngõ xóm, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, kinh tế phát triển. Đặc biệt năm 2016, Gia Phạm đã về đích nông thôn mới, đời sống của người dân được cải thiện về mọi mặt. Khách và những người xa quê hương không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, những năm qua, cấp ủy chính quyền địa phương đã mạnh dạn đổi mới tư duy để mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp vào địa bàn. Để làm được điều này, xã đã tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu lợi ích từ chủ trương mang lại, đồng thời khuyến khích nhân dân mở mang các hoạt động dịch vụ thương mại. Đến nay, xã có trên 30 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, trong đó có khu công nghiệp Phú Núi A tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng một người. Cùng với đẩy nhanh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xã Gia Phạm còn quan tâm đến giáo dục y tế. 3 mái trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân không ngừng được cải thiện với đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, nghiệp vụ. Nhân dân thì phấn khởi, các cháu học hành thì chịu khó trạm xá, thì đội ngũ y bác sĩ có trình độ, có chất lượng, trang thiết bị khoa học hiện đại. Xã thì cũng đã xây dựng các cái đề án để nó liên quan gắn với cái việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã. Cụ thể ví dụ như về phát triển kinh tế thì cũng quy hoạch các cái khu để làm dịch vụ, thế và đảm bảo về cái an ninh trật tự để cho mọi người dân kinh doanh được ổn định. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung sức đồng lòng với cách làm phù hợp với thực tiễn địa phương, Gia Phạm đang từng ngày nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, xứng đáng với lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: làng bần nhưng không bẩn. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng quản lý thị trường, mùng 3 tháng 7 năm 1957, mùng 3 tháng 7 năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng với lực lượng quản lý thị trường của cả nước, ngày mùng 3 tháng 7 năm 1957, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên được thành lập. 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, quản lý thị trường tỉnh luôn ý thức rõ trách nhiệm đối với sự phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trong công cuộc đổi mới, lực lượng quản lý thị trường tập trung chống các hành vi kinh doanh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Chỉ tính riêng từ ngày tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra kiểm soát trên 18.000 vụ, trong đó xử lý vi phạm trên 7.000 vụ, nộp ngân sách gần 33 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang ghi nhận những thành tích mà lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường cần đổi mới công tác quản lý, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thương mại. Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên vừa tổ chức cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia cuộc thi có 6 thí sinh là các cán bộ đảng viên, đoàn viên đến từ 5 chi bộ của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm kể chuyện và bốc thăm trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Bằng giọng kể truyền cảm và cách thể hiện đầy tự tin, các thí sinh đã mang tới hội thi những câu chuyện xúc động, gợi nhớ đến những bài học, những lời dạy sâu sắc, chan chứa tình cảm yêu thương con người, gắn bó với quê hương của Bác Hồ lúc sinh thời. Qua mỗi câu chuyện, các thí sinh đều tự liên hệ, rút ra những bài học cho mình về chuyên môn cũng như đạo đức của người làm báo. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hoa Hậu đến từ chi bộ Thời sự Phát thanh với câu chuyện Tình yêu của Bác Hồ với những khúc dân ca. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện kế hoạch 93A ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 30 tháng 6, các xã có tuyến đường tỉnh lộ 379A và 379B chạy qua địa phận huyện Văn Giang đã huy động lực lượng và phương tiện để thực hiện công tác giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và các vi phạm trên hành lang bảo vệ công trình giao thông. Tại xã Tân Tiến có 33 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây dựng lều lán, bán hàng, nhà tạm.
trồng cây tre khuất tầm nhìn trên đất nông nghiệp dọc hai bên đường 379A. Xã đã tiến hành vận động người dân tự giác tháo dỡ 20 trường hợp vi phạm. Xã Kiểu Cao có 106 trường hợp vi phạm trên hành lang giao thông đường 379B, trong đó có 87 trường hợp tự tháo dỡ, còn 19 hộ phải giải tỏa, tập trung chủ yếu ở khu vực chợ chiều tự phát, địa điểm tiếp giáp với xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. Với sự hỗ trợ của các phương tiện máy móc, các xã đã tháo dỡ và giải tỏa, xử lý các điểm tập kết vật tư, vật liệu các loại, dỡ bỏ mái che mái vẩy, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong nhân dân. Xã Đa Lộc, huyện Ân Thi cũng đã vào cuộc quyết liệt bằng các biện pháp tuyên truyền, cưỡng chế, giải tỏa. Đến nay, các vi phạm cơ bản đã được tháo dỡ. Toàn xã Đa Lộc có 27 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi và 34 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân, đến nay 27 trên 27 trường hợp vi phạm về công trình thủy lợi đã được người dân tự tháo dỡ, chủ yếu là các vi phạm về xây tường bao, trồng cây xanh, cơi nới công trình phụ. Đã ra quân cưỡng chế giải tỏa 5 trên 6 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở các thôn, Trạo Thôn, Bắc Cả. Hiện xã cũng đã ký cam kết với các hộ và giao cho các thôn quản lý giám sát, tránh tái vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 21 của tỉnh ủy, nhiều địa phương ở tỉnh ta đã tích cực thực hiện hoàn thành việc dồn thừa đổi ruộng trong năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhưng cán bộ ở thôn An Tào, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã lợi dụng việc này để làm sai, trục lợi ruộng đất, gây bức xúc trong nhân dân. Vụ xuân vừa qua, thôn An Tào có tới gần 30 mẫu ruộng bị bỏ hoang hóa, gây thiệt hại cho nông dân hàng trăm triệu đồng. Theo người dân cho biết, nguyên nhân của việc này là do tiểu ban dồn thừa đổi ruộng của thôn không tiến hành chia ruộng cho dân dứt điểm. Đang chia ruộng thì dừng lại, bên cạnh đó một số diện tích đất công điền thừa cũng không được giao cho dân. Việc này xảy ra vào tháng 2 vừa qua, đúng vào thời vụ rau cấy lúa xuân nên bị bỏ hoang. Ngoài ra, việc dồn đổi ruộng ở nơi đây còn có nhiều bất cập khiến nhân dân trong thôn đang rất bức xúc. Dân chúng tôi không được cử người ra bầu, tức là chia ruộng. Mà tự ba hai ông bí thư, ông trưởng phó thôn này là nhặt đi, dân không được bảo. Cán bộ tiểu ban, đảng viên, cán bộ thân cận nhà cái ông chia này thì không phải xăm phiếu. Thích ruộng tốt là đấy, chia đến thí dụ một đội này là độ khoảng 5-7 mẫu, nhưng mà phải chia làm 4-5 bản. Đến cái độ đẹp này thì ông lại đình lại, ông nhảy chỗ khác, lại để cho người nhà ông ấy, hoặc để ông áp, ông lấy tiền của người ta xong rồi ông lại nhảy chỗ khác, ông chia. Theo phương án dồn thừa đổi ruộng của xã, toàn thôn có 1.250 hộ sản xuất nông nghiệp với 3.657 định suất. Sau trừ đất làm đường, hệ thống thủy lợi, bình quân mỗi định suất được chia 486 mét vuông ruộng. Tuy nhiên, theo thống kê thì hiện thôn có tới 56 hộ, trong đó có nhiều hộ là cán bộ, người nhà cán bộ thôn, tiểu ban dồn thừa đổi ruộng thôn được giao thừa ruộng so với thực tế hàng trăm mét vuông, thậm chí có hộ thừa tới hàng nghìn mét vuông. Điển hình như hộ ông Vũ Đình Biển thừa 3.052 mét vuông, Vũ Đình Thược thừa 2.091 mét vuông, bà Vũ Gia Xuyến, bà Vũ Thị Thoan mỗi hộ thừa 1.000 mét vuông, ông Lê Đăng Sức thừa 1.978 mét vuông. Hai hộ ông Vũ Đình Thượng, bí thư chi bộ 4 cũng thừa tới 1.825 mét vuông ruộng canh tác. Anh Thượng là một bí thư, tất cả trong cái việc dồn đường điền đổi thửa này anh lại quá lợi dụng. Anh ấy đã khai là tất cả dồn cái xuất quy cộng của các gia đình nhà anh ấy đã đủ xuất quy rồi, trong đó anh ấy lại còn thừa đại khái một mảnh 5-6 ruộng nữa. Tôi chưa kể là anh ấy bán đi 1.360 mét vuông chưa trừ phần nào, bán cho anh Tho cùng thôn. Trong cái cuộc họp dân khi thanh tra chúng tôi tìm ra cái này, đối chất có anh ấy trước ủy ban và có phó chủ tịch là anh Thích làm việc trong buổi hôm ấy, là anh ấy đã công nhận, anh ấy ký vào đấy. Các ông ấy tự coi như là làm sai và phân chia tài sản ruộng của công dân thôn An Tảo chúng tôi. Ví dụ có gia đình đủ xuất quy rồi nhưng các ông lại gửi gắt vào. Ví dụ như có gia đình là các ông gửi vào là 3.000 mét vuông, 2.000 mét vuông rồi 1.000 mét vuông. Cái này là dân chúng tôi khẳng định là các ông ấy ăn chia tài sản của dân để các ông ấy lấy tiền, chứ không phải là các ông ấy nhầm lẫn. Đấy là một cái thứ nhất.
Một cái thứ hai là dân An Tảo chúng tôi rất bức xúc ở cái chỗ này. Xuất quy là phải ưu tiên những chỗ tốt, chỗ đẹp. Nhưng các ông ấy đùn toàn bộ xuất quy là xuống những chỗ sâu và những chỗ đẹp thì các ông ấy lại cho là chuyển đổi. Mà chỗ thì gấp trăm, chỗ không gấp trăm. Chỗ thì tình cảm gia đình của trong các ông bo đo của thôn An Tảo này là hoàn toàn dụng thừa và gửi gấp toàn chỗ tốt. Lợi dụng cái việc rũ rối diện tích như vậy là đất nông nghiệp người ta để rồi như vậy là làm có những cái nó mở ám về lợi ích nhóm. Tôi ví dụ điển hình như nhà anh Sen có hai suất quy bằng 2.8 thì người ta còn thiếu có mấy miếng nữa thôi để dồn vào một chỗ cho nó tiện thì như vậy là gì, 6 lần gạ tiền, bí thư gạ lần 4 lần nhé, bí thư gạ 4 lần, đo ruộng là anh Yên gạ 1 lần, anh Vịnh gạ 1 lần, đó là 6 lần gạ tiền. Khi anh Sen mang tiền đưa cho anh Huấn thì anh Huấn mà mang nộp cho anh Vịnh, nó vào một mối. Đây chứng tỏ rằng đây là làm ăn có chỉ đạo, làm ăn có chỉ đạo. Và đồng thời như vậy lợi dụng việc cho nó được thừa này là vì 50 năm để tẩu tán tài sản của tập thể của nhân dân. Trước đây người ta có 2 mảnh, nhưng bây giờ dồn nô đổi thừa để thành 3 mảnh, 5-6 mảnh. Làm việc với ông Trần Văn Diệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cương Chính về việc có hay không việc cán bộ thôn An Tảo làm trái quy định và phương án của xã trong việc dồn thừa đổi ruộng và lợi dụng việc dồn thừa đổi ruộng để trục lợi nhóm cá nhân, ông Diệp cho biết. Hiện tại thì Ủy ban xã đã kiểm tra trên hệ thống sổ sách thì cũng có một hộ số hộ dân là tiểu ban dồn thừa ruộng là diện tích là có chênh lệch so với lại diện tích mà mình được hưởng. Thì Ủy ban xã đang chỉ đạo cương quyết là những cái hộ mà thừa ruộng thì sẽ bóc ra tại trực tiếp ở cái vụ mùa này và giao diện tích cho các hộ là còn thiếu chưa có ruộng để cấy. Sau khi nhân dân tổ chức cấy vụ mùa xong thu hoạch thì ban chỉ đạo của xã trực tiếp về sẽ làm lại cái công tác dồn thừa ruộng của thôn An Tảo. Cán bộ trong cái nhóm dồn thừa ruộng mà trách nhiệm mà ai sai đến đâu thì chúng sẽ xử lý trước đảng và trước nhân dân. Qua làm việc với người dân và Ủy ban Nhân dân xã Cương Chính, chúng tôi thấy việc người dân phản ánh về sự buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền địa phương và một số cán bộ đảng viên trong quá trình chỉ đạo thực hiện dồn thừa đổi ruộng tại thôn An Tảo có dấu hiệu trục lợi ruộng đất thầu nhóm, cá nhân là có cơ sở. Người dân thôn An Tảo cũng đang rất trông chờ vào sự nghiêm túc của chính quyền xã, sự chỉ đạo của cấp trên trong việc xem xét, xử lý việc này để ổn định tình hình tại địa phương. Chương trình thực sự xin được chuyển sang các thông tin về thu hoạch nhãn ở thành phố Hưng Yên và trật tự an toàn xã hội ở huyện Mỹ Hào và Phù Cử. Thành phố Hưng Yên hiện có trên 900 hectare nhãn. Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi, nhưng do áp dụng theo đúng khoa học kỹ thuật nên nhiều diện tích nhãn của các hộ dân vẫn cho sai quả. Ước sản lượng nhãn toàn thành phố đạt 9.000 tấn quả, tập trung nhiều tại xã Hồng Nam, xã Phương Triều và xã Tân Hưng. Hiện tại, đã có một số vườn bắt đầu thu hoạch trà nhãn sớm với giá bán 50.000 đồng một kg. Diện tích nhãn trà chung hiện tại bà con đang tập trung cắt tỉa tán lá, tập trung phun phòng sâu đục cuống, bệnh thán thư và dự kiến thu hoạch rộ vào đầu tháng 8 tới. Sở Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng. Buổi tập huấn đã phổ biến tới các cá nhân, tập thể sản xuất kinh doanh nhãn lồng, quy chế sử dụng tem, nhãn hiệu, logo, bao bì sản phẩm nhãn lồng mang chỉ dẫn địa lý Hưng Yên. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý Hưng Yên cho sản phẩm nhãn lồng của tỉnh, quảng bá thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên tới người tiêu dùng, giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng, vụ thu hoạch chính của sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế của thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 6, tại thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, cháu Trương Thị Mỹ Chi, 2 tuổi, đã bị tử vong do ngạt nước trong xô nước. Cái chết của cháu tiếp tục là hồi chuông cảnh báo để các bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn khi trông giữ trẻ. Công an xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào cho biết, cháu Trương Mỹ Chi được bố mẹ gửi ông nội là ông Trương Mạnh Hùng ở nhà trông giúp khi cháu Chi ngã vào xô nước. Ông Hùng đang có việc phải vào trong nhà nên không biết. Khi phát hiện ra thì cháu đã ngừng thở. Mặc dù ông Hùng đã gọi ngay cho y tá xã sơ cứu ban đầu
và đưa cháu đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, nhưng cháu không qua khỏi. Thời gian vừa qua, tại xã Minh Tân, huyện Phù Cử, liên tiếp xảy ra các vụ đột nhập vào chùa, phá khóa và lấy trộm tiền công đức, gây ảnh hưởng đến không gian tôn nghiêm của nhân dân, tạo bức xúc trong dư luận. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, chiều ngày 15 tháng 6 tại chùa Sậy, thôn Duyệt Văn đã xảy ra vụ mất trộm tiền công đức của nhà chùa, giá trị ước tính gần 10 triệu đồng. Sau đó một tuần, vào khoảng 4 giờ chiều ngày 22 tháng 6, tại chùa Chuông thuộc thôn Tần Tiến cũng bị kẻ gian cậy cửa phá khóa hòm công đức, lấy toàn bộ tiền công đức của nhân dân. Vụ mất trộm thứ 3 trong vòng 2 tuần trên địa bàn xã là vào sáng ngày 30 tháng 6, người dân tiếp tục phát hiện cửa chùa Sậy bị cậy phá lần thứ 2 và tiền công đức trong hòm bị mất. Điều đáng nói, kẻ gian không chỉ thực hiện vào ban đêm mà còn lộng hành cả vào ban ngày, nhiều người qua lại. Bên cạnh đó, tình trạng trộm cắp vặt ở đây thường xuyên xảy ra như mất trộm xe máy, xe kéo, dây điện hay cả vật nuôi trong gia đình như gà, chó. Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an, cần tăng cường quản lý khoanh vùng đối tượng và điều tra để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống cho nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sông Nguyên Trái